siêu khổng lồ. Chiếc xe này nè, các bạn nghe chưa? Máy ô tô luôn. Quá là đặc luôn. Con được trang bị hệ thống máy, 4 máy. Các bạn thấy hệ thống lốp của nó quá là to. Một con xe của nó là siêu khủng luôn. Thank you.
15 các bạn nhé.